Nhiều đế em ơi đừng có bồn chồn đến khi 16 cái lồn mọc lông, 17 cô có chỗ không, đến khi 18 thì lông mọc đều, 19 lông mọc. Nhìn cái gì thằng nhóc, mày đéo có fan đâu, mày nhìn tao nè, thấy fan tao hô hào tao chưa, đặc biệt là fan nữ. Mày tìm đồ đóng anh thế này chắc giờ trời xui khiến. Anh tên là gì? Tôi tên là Tao. Tao bóp ngực Phan Hakaba trong hotel, chịch em 2-3 cái xong xuôi muốn gụng trứng giái. Vừa nằm nghỉ mấy phút say qua nó cầm nó nút, ở khách sạn nguyên đêm lúc nào cũng thấy con chim. Tuy là chim cánh cụt nhưng mà tao đỡ hơn sụt. Còn mày đây tướng to nhưng mà mày yếu sinh lý. Tao thì có chút ní nhưng cu tao tính bằng ký.